Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series review đồ gia dụng cùng kênh YouTube Điện Máy Quang Hạnh. Ngày hôm nay, Hạnh sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm máy lọc không khí kết hợp hút ẩm với model MCK55TVM6 đến từ thương hiệu Daikin nổi tiếng Nhật Bản. Đây là một sản phẩm được trang bị rất nhiều tính năng nổi trội, đem lại không khí trong lành, không gian thoáng mát và an toàn cho sức khỏe cả gia đình bạn. Hãy cùng Thành khám phá chi tiết sản phẩm này trong video ngày hôm nay nhé! Daikin MCK55TVM6 có thiết kế nhỏ gọn hình hộp đứng với kích thước chiều cao, chiều ngang, chiều sâu lần lượt là 71x27x27cm với tổng trọng lượng là 9,5kg, thích hợp cho mọi căn phòng trong căn nhà bạn. Sản phẩm có màu trắng sáng kết hợp với chất liệu nhựa cao cấp, chịu lực, chịu va đập tốt, tạo cảm giác hiện đại và khác biệt. Máy được trang bị bằng điều khiển nút nhấn, đèn báo các chế độ, đèn báo chất lượng không khí và mùi, dễ dàng quan sát và thao tác. Phía trên và hai bên hông máy có các khe thông khí dày đặc giúp tăng khả năng trao đổi không khí. Bộ lọc bụi cho máy bao gồm một màng lọc HEPA, một màng lọc khử mùi, lọc phấn hoa và một màng lọc thô. Máy được trang bị 4 bánh xe giúp dễ dàng di chuyển đến nơi mà bạn mong muốn. Điểm nhấn của máy lọc không khí Daikin MCK55TVM6 là một số công nghệ và chức năng hiện đại như khả năng lọc không khí tối ưu nhờ công nghệ độc quyền bảo vệ kép streamer 99% virus, vi khuẩn và các loại nấm mốc kết hợp cùng ion plasma nhằm vô hiệu hóa các chất gây hại đang lơ lửng trong không khí. Công nghệ streamer 3C độc quyền giúp phục hồi hiệu suất phin lọc mùi, phin lọc bụi HEPA người dùng không cần phải thay thế trong quá trình sử dụng. Phin lọc tĩnh điện HEPA lọc bụi hiệu quả hơn nhờ vào lực tĩnh điện, loại bỏ tới 99,97% các loại bụi có kích thước chỉ 0,3 micromet. Tính năng tạo ẩm phần tử bốc hơi giúp duy trì độ ẩm trong phòng, bảo vệ làn da và sức khỏe người dùng. Hệ thống hút gió mạnh mẽ từ 3 hướng giúp nhanh chóng hút sạch bụi bẩn vào hệ thống lọc thải, trả lại bầu không khí trong lành cho căn phòng bạn. Ngoài ra, sản phẩm còn được trang bị cảm biến 3 chức năng thông minh, nhanh chóng phát hiện bụi mịn PM2.5, bụi thường và mùi hôi khó chịu. Phụ kiện đi kèm máy bao gồm một điều khiển từ xa, một bình chứa dung tích lên tới 2,7 lít. Công suất hoạt động cao nhất của máy chỉ 58W với phạm vi lọc hiệu quả trong không gian 41m2 và lượng tạo ẩm lên tới 500ml/giờ. Lượng gió thổi ra lớn nhất là 5,5m³/phút và độ ồn cao nhất chỉ 53dB. Trên đây, Thành đã giới thiệu cho các bạn về tổng quan thiết kế cũng như các tính năng chính của chiếc máy lọc không khí kèm hút ẩm MCK55TVM6 đến từ thương hiệu Daikin. Đây chắc chắn là một sản phẩm đem lại những trải nghiệm tốt nhất và sự an tâm tuyệt đối về sức khỏe cho gia đình bạn. Sản phẩm hiện tại đang được bày bán sẵn tại các showroom của Điện Máy Quang Hạnh với thời gian bảo hành chính hãng lên tới 12 tháng. Các bạn có thể gọi điện thoại tới hotline 024-6260-4488 để được nhân viên tư vấn rõ hơn hoặc đặt hàng ngay tại đường link phía dưới phần mô tả. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực gia dụng cao cấp, Điện Máy Quang Hạnh xin cam kết sản phẩm chính hãng 100%, chính sách một đổi một trong vòng 7 ngày nếu có lỗi của nhà sản xuất, đội ngũ chăm sóc khách hàng sau bán, nhiệt tình, chu đáo, vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng, đúng hẹn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!